Ok, lời đầu tiên xin chào tất cả các anh em cầu thủ đam mê câu cá. Hôm nay em sẽ lên cho anh em tổng cộng là 9 con máy, trong đó có những con máy đánh lục, những con máy đánh đáy biển, máy ben, máy lua. Để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Anh em vào nhận máy của em thì anh em có thể xem hàng trước khi thanh toán nha. Tất cả những hàng này em đều ship COD toàn quốc. Số điện thoại em có để ở trên clip. Cảm ơn anh em. Em sẽ vô con số 1. Đây máy số 1 của em. Đây, bên đây mắc tem nha anh em, mắc tem. Nồi thì nhìn trong clip còn cảm thấy rất là bóng. Con này con này qua ST3 xây tầm 7.000 8.000. Con lăn lăn. Đây hàng ST3 xuất sắc nha anh em, mắc tem đầu. Đây hàng đây qua của Nhật. Loại này thì anh em về tập cảo thì lại ok. Nào 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 thẳng luôn, đánh cha đánh chép đánh đánh lục, anh em tay bự đánh lục cũng được luôn. Đây hàng đeo ST3, hàng này chuyên cho anh em đánh biển cũng ok đó. Đây nó quay chân chu cho anh em đó. Quay chân chu hoạt động hoàn hảo, lê cứt ok, mua viên sóng. Đây con này giá công khai là 400k nha anh em, 400k cộng ship. Xây này tầm 8.000 7.000, hoạt động ok nha anh em, không lỗi nha. Máy nào lỗi cái nào thì em báo lỗi cái đó. Đó, con này máy số 1 400k, đây qua ST3. Hàng xây tầm 7.000 8.000, ngoại hình nhìn ok, tầm khoảng 80%. Tiếp theo cho mình là một con máy số số 2. Đây thì một con đây qua GS 8.000, hàng có nông anh em, hàng có nông lỡ nha, mô bin là mô bin sống. Đây nó tặng động nồi, đây động nồi cho nồi nông lên thêm nữa, anh em thấy muốn không thấy nồi nông vậy thì động lên nông thêm nữa đó. Đây tem đầy đủ anh em, tem đây qua đỏ đó, hàng này hàng của Nhật nha anh em. Con lăn lăn chống gói cước, hoạt động thì trơn tru rồi nó. Nó cộng nhẹ anh em thấy không, chân chu một bên sống nha anh em đó. Con này có xây cước là số 8 được 180 m, con này xây tầm 7.000 8.000 nha anh em, chuẩn 8.000 Shimano á, hàng có nông lấy cước ok nha anh em đó, hoạt động tới lui ok. Đây nồi nó thì có khắc hoa văn, đây thấy không, thì cứ ok, giá công khai con này luôn 800k, ổn 750k cộng chip, không có 8 tới 800 đồng, 750k cộng chip. Đây giá công khai con này luôn 750k cộng chip. Máy số 2 nha anh em. Tiếp theo cho em lên cho mình là một con máy số, con máy số 3. Đây là một hàng Ryobi 5000GL. Đây Ryobi. Đây hàng cói vẫn còn rất sáng anh em, cói này có bằng thau. Đó. Xe này sẽ tầm 8000 10 9000 10000, cứ 8 mới được 220 m, cứ 10 là 180 m. Đây hàng của Nhật anh em, còn tem. Tay quay vẫn còn gấp lại được anh em. Ok. Hoạt động thì trơn tru rồi. Đó. Con lăn này con lăn bằng sứ. Đây đây nét đen lăn này lăn bằng sứ, chống ăn mòn anh em. Lấy cứ ok. Mô bên sống lấy cứ ok nha anh em. Hoạt động ok. Không lỗi anh em đó, quay người quay lui được nè. Đó. Đó. Giá công khai con này luôn 600k cộng ship nha anh em. 600k cộng ship. Xe này xây 8.000 10.000. Hàng của Nhật. Rồi, máy số 3 800k cộng ship. Alo. Máy số 3 600k cộng ship. Tiếp theo của mình là con máy số, tiếp theo của mình là con máy số số 4. Đây. Số 4 một con máy chất lượng, đây một con này là hàng hàng Ben,
hàng bên của Mỹ. Đây mấy này chữ nổi nha anh em, đây thấy rõ không? Đó, tay quay thì tay quay dặn đổi trái phải bình thường. Cước này là cước nhựa rất là bền nha anh em, bao bền luôn á. Đây mua bên sống con lăn lăn đấy, cước ngon lành, hoạt động trơn tru đó. Con này anh em nào về đánh lua cũng được, đánh lua, đánh biển, câu tra, ok, nó hoạt động trơn tru đó. Hàng này hàng cốt trợ lực nha anh em, này hàng cốt trợ lực quay không kêu nha anh em, hàng này là hàng quay không kêu, đây qua 5500, xây 6000, 5500 chỉnh Shimano. Máy này đi theo máy là hai nồi anh em, đây một lô phụ của nó đây, ngoại hình lô phụ nhìn cũng ok. Anh em nào đánh hai loại cước thì xây lô phụ, một loại cước đánh hồ, một loại cước đánh sông. Đây công khai giá con này luôn cho anh em là 1.800.000 cộng ship nha anh em, ngoại hình tầm khoảng 90% đây, chỗ này là dính bụi nha, không phải chạy nha anh em, nó hoạt động chân chu nha anh em. Tay quay là tay quay dặn sắn ốc, tay quay rất là bền nha anh em. Đó, hàng này của Mỹ, nhông đồng thau, khỏi chê rồi. Đó, giá 1.800.000 cộng ship, máy rất là êm. Tiếp theo cho mình lên là hai con, một con máy có nông còn hợp, con có nông này nhiều anh em đặt lắm nè. Đợt trước về ba con bán hết rồi. Đây hàng này có sả cứng nhanh anh em, đây cứng dứt ra chút nó có hỗ trợ sả cứng nhanh QD Power Sup. Nó hàng này hàng của Thái Lan xuất Nhật, hoạt động chân chu khỏi nói. Để quay lên chút, nó hoạt động chân chu khỏi nói. Đó, đó lắc không quay nè, nó lắc quay đây nội đây. Đây phần đây nó bị mớp vô chút, phần trong đây không ảnh hưởng gì phần cước ra cho nó nha. Cái này do vận chuyển nó đây, nó nó ngồi bên sống lấy cước ok, bật rất là mạnh. Đây xước sát nha anh em, ngoại hình xước sát, đây tổng quan máy xước sát tầm khoảng 90%. Đây xước sát cho này tí không ảnh hưởng đâu, hoạt động bình thường. Em bao mượt tay quay rất là bự nha anh em, cầm nè nó quay rất là phê. Máy này hỗ trợ hai nồi, một nồi này thì đây, một nồi này đây cước 4 được 150m, nồi này xây 4000, và một nồi này là xây, một nồi này là xây, một nồi này là xây 6000, cước 6 được 150m. Đây rất là ok cho anh em. Máy này là máy full hộp, có sách sách đàng hoàng, tặng thêm lông đền thêm cho anh em nè. Đó, tặng thêm lông đền. Đây thông số cước. Đó, máy dòng tua là 3.9.1, thu dây là 78cm, tải mát là 15kg, 5 mặt đạn, khối lượng là 585g. Giá công khai con này luôn 2.3 cộng ship, 2.3 nha anh em. Đó, hàng có lục nha anh em, hàng Thái Lan xuất Nhật, Power sả cước nhanh. Đó, tiếp theo cho mình luôn là một con máy hàng rất là ok. Đây, đây là một con Utega, hàng hàng của Nhật cho anh em, không phải hàng Malay. Đó, 8000BG, hàng này chuẩn cho anh em đánh đáy, đánh đáy đánh lục ok. Đây con lăng quăng lăng nha anh em, đánh đáy đánh lục cảo cá ok, bao cảo luôn. Đây tay quay là tay quay dặn, đó xiết vô, đó có nút châm dầu, đó ok. Đây đích xước sát tí nha nè, máy xước sát tí, đó hàng của Nhật. Đây nó mua bên kiểu rất là gắt, thấy không, mua bên rất là mới. Đó, nó cứ 8 160m, bây giờ đó lấy cước cắt đồ kệ, hoạt động là chân chu khỏi bàn, không còn gì phải nói nữa. Lắc tay cũng quay nữa nè. Hàng này á, anh em nào đi đánh
Đánh cha thì ok, bao cảo thì nó là dòng BG, bao cảo cá. Anh em cảo lên ok. Nó kết hợp cho cảo cá mà. Đánh lục cũng được, đánh lục thì bao mượt. Đây, tay quay đây. Đó. Tay quay Shimano nha anh em, đó. Nấm Shimano. Hoạt động ok, chân chu. Ngoại hình cái này tầm khoảng 90%, đó. Đó. Một nồi không bị muối ăn nha anh em. Đó, ok. Giá công khai con này luôn 2.500.000 nha anh em. 2.500.000 của lộn. 2.500.000. Đó, 2.500.000. Lụm. Đó, hoạt động chân chu. Hàng 8.000 Shimano. Hàng Nhật 2.500.000 cộng ship. Tiếp theo cho em lên cho mọi người là một con máy lua. Máy số 8. Đây. Đây một con Daiwa Kit. Kit 3.000. Đây ngoại hình xuất sắc về đích chấm VT tí. Đây. Đó. Đây. Hàng hàng Thái Lan xuất trận anh em, cốt trợ lực. Đó, hoạt động trơn tru. Không còn gì phải bàn. Kit 3.000 xây chuẩn là 4.000 nha anh em. Đó. Lấy cước này ok nè, đó. Bao mượt nha. Cốt là cốt trợ lực nha anh em. Tay quay là tay quay gù. Đó, cốt là cốt trợ lực. Con lăn là con lăn bằng thau. Xước tay tí. Giá công khai cái máy này luôn là 1.700.000 cộng ship nha anh em. 1.700.000. Kit 3.000, 1.700.000 cộng ship. Đây, tiếp theo cho mình là hai con máy cuối cùng. Hai con máy số 8 và số 9. Hai con kit Cardina. Một con xây 3.000, một con xây 2.500. Đây em lên, con đầu tiên con xây 2.500 cho anh em xem. Đây con này con xây 2.500, xuất sắc tí nha anh em. Đây đích xuất sắc tí. Đó, ngoại hình xuất sắc tí. Hoạt động chân chu, đó thấy không? Có gì bàn đâu, thấy không? Rất là mượt. Đó, lắc tay thôi quay nè, đó, thấy không? Quá chìm. Mô bên là mô bên sống. Đây cứ ok. Đó. Đây quay ngược cho nó, nó mượt thì khỏi nói rồi. Đây đặc biệt máy này có dây PA, một loại dây của Nhật, đi theo máy đem về tới đây luôn. Thấy dây này còn rất là bền nha anh em, dây còn rất là bền. Xây 2.500 thì tương đương với xây 3.000 Shimano. Xây cước 2 được 200m, cước 3 được 150m. Đó, hoạt động bao mượt. Máy này là full hợp cho anh em, full hợp sách. Đây dòng tua là 4.7.1, nặng là 260g, tải mát là 7kg, cá tầm 15kg, anh em dìu từ từ cũng được. Đây đó, thông số cước, hộp, hộp nó gồm sách hướng dẫn, túi, à, túi theo máy nha anh em, nó hộp sao anh để vậy. Giá công khai con này luôn, 2.000.000 cộng ship, Shimano, lộn, Daiwa Kit 2.500, đây, một con Daiwa Kit 3.000. Nhiều anh em đặt em lắm đây. Đây đang qua kit 3.000, ngoại hình tầm khoảng 93%. Đây xước đích tí. Đây còn lăn ok, chỗ này không bị xước luôn, không có vết chạy luôn. Đây hàng có Thái Lan xuất Nhật cho anh em. Đây mô bên sống. Đây cứ ok đó, mô bên sống. Nó hoạt động đó ha. Quá trời mượt, không còn gì phải bàn. Thấy không? Đây. Quay ngược ok anh em. Hàng này là hỗ trợ ABS. Quá trời mực. Đó. Kit 3.000 này giá công khai là 2.400.000 nha anh em. 2.400.000 cộng ship. Xe này là xe chuẩn okay. Xe chuẩn 4.000. Anh em đánh lục đầu cằn nè, lua lóc, lóc đặc biệt là lóc gừng, đánh nháy thật thì bao phê. Đó. Còn số 9 nha anh em, con máy cuối cùng giá 2.700.000, lộn 2.400.000 cộng ship. Anh em nào mua máy của em á, anh em được quyền kiểm tra máy trước khi thanh toán. Số điện thoại em để góc này. Anh em cần liên hệ với em hoặc kết bạn Zalo. Cần em chụp hình máy cận cảnh thì anh báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem.
Rồi ok nha. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Rồi chào anh em.